Niệm Phật tiêu trừ ác mộng. Có một tu sĩ pháp danh là Thích Hiển Chân, tự hiểu là Tây Quy, người Tịnh Tứ Xuyên. Ông và Hoàng Nhất Đại Sư có qua lại một thời gian khá lâu. Ông từng nói với Đại Sư về việc giảng sanh của mình và cảm thán công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Khi Thích Hiển Chân chưa xuất gia, đã từng là một vị huyện trưởng của huyện nọ. Ông đã giết chết rất nhiều thổ phỉ. Sau này xuất gia, ông đến chùa Ngũ Lỗi ở Tử Khê, huyện Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang để tu hành. Tối nào ngủ, ông cũng nằm mộng thấy rất nhiều thổ phỉ. Bọn cướp này diện mạo hung ác, tràn ngập hận thù, mặt mày máu me bê bết, cầm vũ khí chĩa về Hiển Chân đòi mạng. Mỗi lần nằm mộng gặp cảnh này, ông ta đều rất sợ hãi. Sau nhiều lần như vậy, Thích Hiển Chân thật tình nghĩ: ta đã tạo tội nghiệp quá nặng rồi, hiện giờ không có phương pháp nào khác ngoài phải chí thành niệm Phật thôi. Thế là ông phát tâm dõng mãnh, ngày đêm không ngơi nghỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho tới trong lúc ngủ cũng có thể niệm Phật. Tối nằm mơ thấy thổ phỉ, Thích Hiển Chân chân thành nói với họ rằng: quan quan tường báo, đến bao giờ mới hết? Trước kia đều là lỗi của tôi. Tôi không mong mọi người sẽ tha thứ cho tôi. Chỉ xin người có thể cùng tôi niệm Phật, cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới để thoát khỏi luân hồi khổ đau. Mấy lần đầu bọn cướp vẫn rất oán hận, nhưng sau khi thấy Hiển Chân thật sự thành khẩn, dần dần họ cũng không hung ác đáng sợ nữa. Mấy tháng sau, mộng cảnh hoàn toàn biến mất. Từ đó về sau, mỗi khi ai có chuyện khổ sở cần giúp đỡ, Thích Hiển Chân đều chỉ khuyên họ niệm Phật. Chuyện niệm Phật của Hoàng Nhất Đại Sư. Hoàng Nhất Đại Sư khi chưa xuất gia, tục danh là Lý Thúc Đồng. Ông là nhà âm nhạc nổi tiếng, cũng là nhà giáo dục mỹ thuật, nhà thư pháp và hoạt động biên hí kịch. Sau khi xuất gia, Hoàng Nhất Đại Sư nỗ lực phục hưng luật tông ở Nam Sơn. Ông được tôn xưng là Tổ sư thứ 11 của luật tông. Ngoài trình độ luật học thâm sâu, là đệ tử xuất gia duy nhất của Ấn Quang Đại Sư. Hoàng Nhất Đại Sư đối với pháp môn tịnh độ có thể hội ngộ, không những tự mình quy hướng tịnh độ mà còn hay khuyên người niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.